Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Google TV nha. Thì hôm qua mình có đăng một cái clip là mình có kêu gọi mọi người donate cho mình chỉ trong 1 tiếng rưỡi thôi. Mình đã nhận được số tiền rất là khổng lồ luôn. Và bây giờ mình sẽ đi sao kê số tiền đó cho các bạn xem nha. Các bạn ra ngân hàng cùng với cả mình nha. Ha, mình vào Vietcombank mình sao kê cái nha. Nhưng mà mưa quá không biết chạy qua kiểu gì đây. Bởi vì mình không có mang ô á. Ok bạn ha. Thì trên tay mình đang là sao kê cái số tiền hơn 3 triệu mà mình nhận được từ tiền donate các bạn ủng hộ. Thì số tiền này á mình sẽ đi làm một cái việc ý nghĩa. Đây có sữa Milo các bạn. Đây là sữa Vinamilk này, TH Chomilk này. Nhiều lắm các bạn ơi. Thì mình đã mua sữa xong các bạn nha. Thì số tiền mà mình mua sữa đó chính là 2.293.000. Thì bây giờ mời các bạn cùng với cả mình đi mang cái số sữa này đến một nơi rất là ý nghĩa nha các bạn nha. Thì nơi mà mình mang số sữa này tới đó chính là Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Cái người con gái định mệnh mà mình gặp anh em, bạn ấy cũng mang sữa với bánh tới đây cho các em. Thì bây giờ là mình sẽ vô mình nhờ chú ở trong này mang sữa vào nha bạn nha. Dạ anh, em có một ít sữa cho mấy bé, anh bê tiếp em nha. Dạ dạ dạ. Anh mở em cái chứ. Dạ. Trời ơi, đây khách nào hay là ta để lầm xe. Có vô trong không? Em cho em phát một thùng chơi thôi. Chứ còn bao nhiêu thì em để vô kho đi chứ nhiều nó. Đi thăm mấy em luôn trời. Dạ dạ. 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 Còn 3 thùng á anh bê, để em bê phụ cho. Bê hết luôn hả? Trời ơi. Dạ dạ. Gạo còn bê được mấy thùng sữa này nhầm nhò gì ha. Dạ đi anh lấy lắp bên trong. Chào em. Dạ. Em chào. Ủa dép đâu mà anh cho nó dơ mà. Đâu, nên nhà này sạch hết chứ. Em có mấy thùng sữa tặng mấy bé thôi. Dạ. Em thích gì? Dạ em tên Hoàng. Hoàng. Dạ. Đang đi làm ha, đi học. Dạ đi làm rồi. Dạ. Em ở đâu? Em ở bên khu tái định cư Thủ Thiêm bên quận 2 á. Dạ. Đã ghé trung tâm lần nào chưa? Dạ em bữa trung thu có ghé một lần với một bạn đặc biệt lắm, nhưng mà bữa đó kiểu em đi cùng bạn đó thôi, còn hôm nay thì em đi một mình. Anh bên dạ. Hải bên đó đây đến. Dạ. Đang mặt đơn vị em có muốn tham quan thăm mấy nhỏ không? Dạ. Sao kiểu cho em tham quan, em chụp vài tấm hình chia sẻ cho anh em công ty coi chơi thôi nha, chứ cũng không có gì đâu. Thì nói chung là chụp thì chia sẻ thì được. Dạ. Khi anh mong muốn là chuyện hình ảnh để cộng đồng nó chia sẻ cùng với trung tâm, thì đối với trung tâm mà đang quản lý nuôi đứa nhỏ mà nó bệnh tật. Dạ. Thế này là rất khó khăn. Dạ. Cũng thì cũng ở chung rồi, như là đúng chất. Dạ đúng rồi em biết. Dạ. Rồi tao vậy ha, cảm ơn em ha. Dạ, em cảm ơn. Đến lỡ cảm xúc tăng. Cho em cầm một thùng nhỏ phát cho vui nha anh. Anh lấy phát như anh đi. Dạ dạ. Cho mấy em rồi, cho mấy em trực tiếp thì rất thích. Đấy, coi mấy cho mấy em nhận cho vui. Mấy bé kiểu nặng nặng là sẽ cách ly để chăm mấy bé cho tốt ha. Bởi vì kiểu mấy bé nhỏ mà người lạ ở ngoài vô cũng đâu biết sức khỏe người ta làm sao đâu. Con tên Ngọc hả? Chứ có hộp sữa cho con nha. Rồi, để đây nha. Lát cô lại cô khui cho uống. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Thì mình cũng đã mang 8 thùng sữa đến cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trẻ khuyết tật ở bên Gò Vấp nha các bạn nha. Thì sở dĩ không có được quay nhiều là biết tại sao không các bạn? Tại vì có một số người ta xấu á, người ta sẽ lợi dụng những cái hình ảnh đó, người ta đi kêu gọi quyên góp gì
vì mục đích xấu á, cho nên là ở trong trung tâm là hạn chế quay, có chụp hình kỷ niệm thì được nha các bạn nha. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi ha, mình từ trước nay á, mình làm YouTube cũng hơn 4 năm rồi á, mình chở các cuốc xe vui có, dễ thương có, rồi thả thính có, rồi video nó tâm trạng cũng có. Thì trong quá trình chạy xe như vậy á, mình cũng có chở được những cái vị khách có tấm lòng rất là tốt, để giúp đỡ các trẻ em ở trên Tây Bắc, rồi giúp đỡ người vô gia cư, giúp đỡ người nghèo nhiều lắm. Những lần mà chở những vị khách đấy á, thì mình cũng sẽ xin đi theo để quay clip. Rồi từ cái clip đó mình có tiền á, thì mình cũng lấy cái số tiền đó để mình làm những cái clip từ thiện các bạn. Là từ xưa đến nay chưa bao giờ mình quyên góp tiền hay làm bất cứ cái gì cả ở trên không gian mạng hết đó các bạn. Bởi vì mình biết á, dính đến vấn đề tiền rồi nó rất là nhạy cảm, phải có một tổ chức mà này kia thì nó sẽ uy tín hơn so với việc là một cá nhân làm. Với lại cái khả năng giải ngân tiền của mình nó kém lắm, nó không có rõ ràng, không có giấy tờ gì hết á, độ cho nên cái độ tin cậy nó sẽ không có cao. Chính vì vậy mà từ xưa đến nay chưa bao giờ mình quyên góp hay là kêu gọi từ thiện nha các bạn nha. Còn hôm nay là lần đầu tiên mình xin donate ở trên kênh các bạn. Rất là nhiều YouTuber, TikToker khác làm rồi, có nghĩa là người ta sáng tạo nội dung rồi người ta để số tài khoản hoặc là link donate đó, ai yêu quý thì người ta ủng hộ. Còn riêng bản thân mình từ xưa đến nay á, đối với mình nha, các bạn chọn xem video của mình là mình hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là mình cái lúc mà mình chưa có khó khăn á, là mình không có bao giờ mình để link donate hoặc là kêu gọi mọi người cho tiền mình hết á. Rồi bây giờ ở thời điểm hiện tại đó các bạn, mình gặp rất là nhiều vấn đề, nào là té xe, nào là bị lừa tiền, rồi bây giờ cũng hết thời đó, view YouTube nó cũng hết rồi đó, cũng không có được nhiều tiền như ngày xưa. Nhưng mà mình luôn cảm thấy mình may mắn vì trải qua những cái chuyện đó mà mình vẫn còn sức khỏe, mình vẫn bình an, mình vẫn có thể làm việc bình thường đó các bạn. Thì rất là nhiều bạn kêu mình mở tài khoản donate đấy, đưa số tài khoản lên để mọi người ủng hộ. Thực sự là mọi người kêu mình nhiều lắm, thì mình rất là tò mò luôn. Nếu như mà mình mở tài khoản donate nè, mình để số tài khoản ngân hàng lên như vậy á, thì sự yêu thương của mọi người dành cho mình là như thế nào. Cho nên hôm qua mình có đăng một cái video, mình để số tài khoản lên để mọi người donate ủng hộ. Và thực sự các bạn mình rất là sốc luôn, vì số tiền mình nhận được rất là lớn. Mình ở đây mình có sao kê tài khoản Vietcombank của mình trong ngày hôm qua các bạn. Clip hôm qua mình để tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ là mình đóng rồi. Số tiền mình được ủng hộ là nó lớn lắm. Để mình lật từng trang sao kê cho các bạn xem nha. Thì ở phần đầu các bạn thấy là mình xin tiền mẹ mình, xin tiền chị mình để đóng tiền nhà, rồi mình chuyển khoản cho chủ nhà. Cho nên là mình che cái phần đầu này lại nha. Thì ở cái phần phần tiếp theo á, các bạn để ý con số là 227.142 đồng á, là cố lên nha Hoàng ơi, mạnh mẽ lên, là mình được donate 100.000 đó. Thì trừ đi là cái số dư ban đầu trong tài khoản mình là 127.142 đồng đó các bạn. Các bạn nhìn xuống các bạn sẽ thấy số tiền nó tăng dần đều chứ nó không có hề giảm nha. Mình không có chuyển đi đâu hết á, là số tiền nó sẽ tăng dần đều như thế này đó. Nó tăng đến một cái con số rất là khiến mình kinh ngạc, đó chính là 1.000.000 đồng luôn các bạn. Thằng em cố lên, mạnh mẽ lên. Nhưng mà mình không biết tên, sao kê ra chi tiết về chỉ biết là nội dung vậy thôi, không biết tên luôn các bạn. Thì mình rất là hoang mang luôn, số tiền nó lớn quá. Cho nên là lúc số tiền 1.000.000 vào tài khoản đó, mình không có hay. Mình để khoảng mười mấy phút sau á, là mình vào mình kiểm tra thì là số tiền nó tăng lên con số là 3.399.804 đồng. Mình thấy số tiền nó khủng quá, chỉ trong 1.5 tiếng 2 tiếng đồng hồ mà số tiền nó nhiều quá, cho nên là mình phải xóa clip đó ngay để các bạn không có donate nữa. Bởi vì các bạn ơi, làm sao mình có thể dám xài số tiền này được, ở ngoài kia còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh éo le đến nỗi mà giống như kiểu là phó mặc cho số phận luôn á các bạn. Còn mình thì các bạn cũng thấy ha, tuy là mình trải qua một trận té xe thập tử nhất sinh, nhưng mà điều thần kỳ một cái á,
mấy bạn có thấy vi diệu không, là mình hoàn toàn là không có bị xước sát gì luôn á bạn. Mình chỉ bị gãy đúng cái mũi do mình đập cái mặt xuống đường đó, nhưng mà do mình đội nón bảo hiểm cho nên mình không có sao cả. Thì người ta lôi cái mũi lên cái là xong, hôm nay thì mọi thứ nó ok hết rồi. Còn tiếp theo là mình bị lừa 61 triệu, thì cái đó là do cái ngu của mình. Và hôm nay mình khó khăn như thế này á là chủ yếu là do mình thôi. Cái lúc mà mình làm có tiền á, mình không biết tích góp, mình không biết dành dụm, mình xài tiền một cách phung phí. Thì sau bao năm mình làm ra bao nhiêu tiền thì cũng gọi là hoàn trắng tay các bạn. Cho nên đây là một cái bài học khiến cho mình phải ngồi lại nhìn nhận bản thân, phải quý trọng đồng tiền mình làm ra hơn, phải biết xài một cách tiết kiệm, phải biết để dành một khoản để phòng những khi cấp bách đó. Nhưng mà sau tất cả rồi mình vẫn rất may mắn lắm các bạn. Đầu tiên nhất á, là sức khỏe vẫn rất là ok các bạn ha. Rồi tiếp theo á, mình cũng vẫn còn có xe này. Điện thoại thì các bạn thấy rồi đó, iPhone 13, iPhone 14, Samsung, iPhone 8. Nhiều điện thoại lắm các bạn. Nhưng mà mới đây nhất cái điện thoại iPhone 14 thì mình đã bán rồi. Là té xe xong vì mình không có tiền trang trải á. Mình đã bán cái iPhone 14 để mình làm chi phí sinh hoạt mấy tháng nay á các bạn. Đấy, một cái iPhone thôi mà sinh hoạt cũng được mấy tháng á các bạn. Ăn uống rồi á. Qua clip này xin được cảm ơn rất là nhiều các bạn, các anh chị, các cô, các chú tối ngày hôm qua đã donate cho mình, donate cho em Hoàng GoGo TV. Thật sự rất là hạnh phúc luôn. Thì 3 triệu tư trừ đi 100 ngàn trong tài khoản của mình là mình được donate tối hôm qua là 3 triệu 3 nha các bạn nha. Thì hôm nay lại cũng có thêm một anh nhắn tin donate cho mình 200k mấy bạn. Đấy. Thì tiếp theo là vấn đề mình xài số tiền này các bạn. Là cái hôm mà mình bị lừa tiền xong rồi á, mình đi chạy xe rất là nhiều để có tiền. Đi chạy xe thì có tiền tươi liền luôn rồi các bạn. Có tiền của khách trả là có tiền tươi để sống qua ngày luôn à. Đó, rồi mình mới thử thách một cái clip là mình muốn quay một cái clip 24 giờ chạy xe ôm kiếm được bao nhiêu tiền á. Hôm đó cũng lại định mệnh của mình nữa các bạn. Nó kiểu tam tai của năm á. Nhưng mà mình mong nó là cái hàng cuối cùng rồi. Mình lại chở cướp các bạn. Không phải là chở mà là mình gặp thôi. Cướp thì mình gặp cũng mấy lần rồi á. Và lần này á, mình gọi là mình gặp phát, mình thấy dấu hiệu phát, mình gọi công an phường ra. Thì nói chung là túm được thằng đó luôn. Đó, thì mình tính đăng clip đó lên cho các bạn xem luôn rồi á. Nhưng mà kiểu mình không có sao á. Cái mình tiếp tục mình chạy tiếp để hoàn thành thử thách. Đó, mình chạy tới 7 giờ sáng á, gần về đến nhà rồi thì mình gặp một cuốc xe. Cuốc xe này chở một vị khách nữ. Thật sự bạn, vị khách nữ này đặc biệt lắm. Vị khách nữ này rất là nhỏ nhưng mà có một tấm lòng rất là nhân hậu. Thì mình chở bạn ấy cũng mấy lần rồi á, là làm những cái việc ý nghĩa không à mấy bạn ơi. Đấy, thì có một chỗ là trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Là bạn ấy ngày trung thu bạn ấy đi phát sữa và bánh trung thu ở trong đó. Thì mình cũng chở bạn ấy đi. Ngày hôm đó mình thấy tấm lòng của bạn ấy á, mình rất là muốn giúp đỡ luôn. Nhưng mà mình mới bị lừa tiền á, cho nên mình cũng không có nhiều. Mình chỉ góp vào 200 ngàn để mua bánh trung thu tặng các em trẻ khuyết tật thôi. Hôm nay á, mình tính rủ bạn ấy đi rồi nè. Nhưng mà vấn đề của mình là mình phải sao kê cái số tiền này ra và đăng clip lên cho các bạn xem luôn. Những cái clip mà mình bị cướp, mình gặp bạn nữ đó, thì thú thật của các bạn là mình xin phép giữ lại, mình chưa đăng. Mình muốn những cái clip tiếp theo mà khi mà mình gặp bạn ấy á, nó thật là khách quan các bạn. Bởi vì khi mà mình đăng lên á, các bạn chia sẻ lên TikTok á, thì bạn ấy sẽ biết mình là ai, rồi làm gì á. Rồi mấy clip tương lai nó bị chủ quan lắm, nó bị tác động vào lắm. Nó không có còn được tự nhiên như cái lúc mà mình chỉ là một anh xe ôm. Mình chở bạn ấy đi đây đi đó, làm những cái việc bình thường các bạn. Nói tới đây thì các bạn cũng sẽ tò mò khi nào là mình đăng đúng không? Thì mình sẽ đến một lúc thích hợp thì mình sẽ đăng nha các bạn nha. Là số tiền sữa mà mình mang đến trung tâm là 2 triệu 3 mấy bạn. Còn số tiền mà mình được nhận donate là 3 triệu 3. Thì cái này là mình không hề mình quyên góp vì mục đích từ thiện nha. Mà mình ban đầu clip đó là mình nói là các bạn ai yêu quý thì donate cho mình. Khi nhận được cái tình cảm của các bạn dành cho mình nhiều như vậy rồi á, mình cảm thấy được an ủi rồi á, thì
thì mình muốn cho đi những cái số tiền cao đẹp ấy. Thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chúc cho các bạn, các anh chị, các cô, các chú đã donate cho mình gặp thật là nhiều may mắn. Công việc thì thuận lợi, kiếm nhiều tiền hơn nha, để có thể giúp đỡ nhiều mọi người hơn. 3.3 triệu trừ 2.3 triệu là còn 1 triệu đúng không các bạn? Nói chung là mình giữ lại 1 triệu. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì đây là số tiền quá lớn. Và cái cách xử lý của mình như vậy á, mình cũng không biết là các bạn, các anh chị, các cô, các chú đã donate cho mình có vừa lòng hay không, có thấy hợp lý hay không. Cho nên là mình mới giữ lại 1 triệu. Và trong tất cả các bạn, các anh chị đã donate cho mình buổi tối ngày hôm qua, ai thấy mà mình sử dụng cái số tiền đó nó không hợp lý á, thì nhắn tin riêng cho mình qua nhiều cách lắm. Facebook cá nhân, Gmail, số điện thoại, Zalo, thì mình sẽ hoàn trả lại 100% số tiền nha các bạn nha. Và mình cũng sẽ không có nói gì ở trên này, mình sẽ bảo mật cái sự hoàn tiền đó. Ở trên này là chỉ là clip cảm ơn vì đã donate cho mình thôi. Và mình đăng clip này lên, nếu như mà không có gì xảy ra, cũng không có bình luận gì tiêu cực á, thì mình sẽ tiếp tục dùng 1 triệu này. Mình rủ bạn nữ mà mình gặp để đi làm cái clip ý nghĩa khác, và mình cũng sẽ đăng lên cho các bạn xem nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô, các chú đã donate cho mình vào tối ngày hôm qua. Cảm ơn rất là nhiều. Được động viên, được an ủi dữ lắm luôn á. Chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn. Còn riêng về bản thân mình á, mình luôn cố gắng là nghèo cho sạch, rất cho thơm các bạn. Nghèo thì nghèo, hết tiền thì hết tiền. Nhưng mình luôn cố gắng mình biết giữ mình không làm những cái việc nó xấu nha các bạn nha. Việc xấu ở đây là gì các bạn? Mình có những cái lời mời quảng cáo nó liên quan đến cờ bạc online, đánh bài online các bạn. Các bạn biết không, cái kênh của mình đó giờ là chưa từng nhận quảng cáo luôn. Cho nên là cái lời mời nhiều, vô cùng nhiều luôn. Đó giờ nói chung là không dưới 50 lời mời. Và lời mời thấp nhất á, là $1,000 cho một lần quảng cáo. Còn lời mời cao nhất á, là $3,000 cho một lần quảng cáo. Mấy bạn biết tại sao có mức giá cao như vậy không mấy bạn? Tại vì là kênh mình chưa từng quảng cáo về vấn đề đó. Cho nên là những cái video đầu quảng cáo người ta trả rất là cao. Người ta trả tiền trước luôn á các bạn. Người ta trả tiền trước cho mình để mình làm clip luôn á. Người ta thanh toán 50% là $1,500 để mình làm clip. Xong đưa người ta coi, người ta duyệt sửa chỗ nào ấy, duyệt tổng lại một cái nữa. Chỉ cần 30 giây thôi bạn là mình có thể kiếm được $3,000 nếu như mình quảng cáo cờ bạc online. Nhưng mà số tiền hấp dẫn như vậy á, mình chỉ cần quảng cáo 2-3 cái clip thôi là mình có 100-200 triệu là chuyện bình thường mấy bạn. Nói mấy bạn không tin đúng không? Nhưng mà thật đó các bạn à. Bởi vì các bạn biết sao không, những cái đường dây đánh bạc online này á, cờ bạc online này á, các bạn mỗi lần triệt phá là các bạn thấy hả, toàn từ gọi là chục nghìn tỷ đến gần cả trăm nghìn tỷ á. Cho nên cái việc người ta bỏ ra vài chục triệu để người ta thuê một người có sức ảnh hưởng trên mạng quảng cáo là chuyện bình thường đó các bạn. Nhưng mà mình không có tiền thì không có tiền đó. Nhưng mà mình luôn cố gắng giữ được cái điều đó cho bản thân mình, cho riêng bản thân mình. Thì đến clip đến đây cũng là dài rồi, cho nên cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem clip. Và các bạn nhớ ủng hộ mình vào những cái video tiếp theo nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô, các chú đã donate ủng hộ GoGo TV rất là nhiều. Tình cảm của mọi người, GoGo TV xin nhận và đã lấy ra để chia sẻ cho các trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn về riêng phần mình thì mình sẽ cố gắng mình ra clip nhiều hơn. Các bạn nhớ xem ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nhớ cẩn thận nha. Làm gì cũng phải suy nghĩ trước, suy nghĩ sau. Nhớ là cố gắng làm việc để dành tiền. Đừng có ăn chơi, đừng có nghịch ngợm và dẫn đến những cái điều nó không hay nó xảy ra, tốn kém lắm á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người.